Hi baby và mom xin chào bố mẹ ạ. Hôm nay em xin phép review một em xe siêu hot, siêu gọn, siêu nhẹ và giá siêu hạt rẻ. Em siêu xe đẩy Volvo 2 chiều ạ. Nếu mà dòng xe đẩy cần xoay 2 chiều, nhẹ 4,7 kg mà khung xe lại chắc bền như vậy thì Volvo 2 chiều đáp ứng tất cả mẹ nhé. Volvo 2 chiều có đệm giảm sóc dày hơn và có màn cản bụi liền mái che khi bé ngủ. Xe đẩy xoay 2 chiều cần đẩy xoay để khi đẩy em bé sẽ nhìn thấy ba mẹ. Lưng xe chỉnh 3 tư thế, nằm, ngả, ngồi. Vải thoáng khí, lòng xe rộng rãi. Khung xe cực chắc nhưng gọn nhẹ chỉ 4,7 kg, bánh xe xoay 360 độ, có khóa an toàn. Đai bảo hiểm 5 điểm cực an toàn, kiểu dáng, màu sắc cực sang chảnh luôn ạ. Hàng luôn sẵn tại 194 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, bố mẹ có thể đến trực tiếp tham khảo ạ. Cảm ơn bố mẹ đã xem hết video, đừng quên thả tim và follow trang page Hi Baby và Mom bố mẹ nhé.